Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Út Phương ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng máy giống và máy ghép nha cả nhà. Rất công cả nhà xem tham khảo ủng hộ cho chị nhé. Dạ em chào chị. À, chị chào em, chị dạ. Chào cô chú anh chị và con ở trên mạng ha. Dạ. Cũng nhân nay trở lại vườn chị cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Dạ. Anh chị. Dạ. Mình giao lưu với bà con là cúc 2 tầng. Cúc 2 tầng hả chị? Cúc 2 tầng. Dạ, rồi cái này mình ghép được bao lâu rồi chị? Cái này chị ghép được một mùa rồi á. Dạ. Này chị có đơn lại rồi dạ. Tại gốc nhớt á. Dạ. À. Rồi hoành này chắc em lấy cái chuyện cái bút bi được hả chị? Đúng rồi, này dạ. Cái bút bi. Rồi cái này là cúc 2 tầng cả nhà. Cúc 2 tầng. Rồi, cho em còn gốc nữa. Cái này mình giao lưu giá là nhiêu chị? Cái này chị giao lưu là đồng giá là 50.000 một cây. 50.000 một cây. 4 cây chị gửi hàng bao ship luôn. Dạ, 4 cây gửi hàng bao ship. Dạ rồi. Cúc 2 tầng cả nhà. Hàng này là hàng dễ cho dạ. Bà con dễ chọn lựa. Dạ. Rồi. Mình có nhiều không chị? Nhiều cưng. Dạ. Cái nào cũng nhiều hết á. Dạ. Rồi, tiếp theo. Như này là tam sắc. Tam sắc hoàng mai. Rồi, tam sắc hoàng mai thì mỗi loại chiều cao nó khác nhau hết cả nhà. Đúng rồi. Cái này thì nói chung là hoành chắc lấy cả chừng cái bút bi cho tới ngón tay út đi hả chị. Dạ, tất cả đều có đế hết trơn nè cả nhà. Này bà con thích giống gì thì nói chị lựa. Dạ, mình có nhiều giống không chị? Có nhiều giống. Dạ, để rồi. Chị giới thiệu với bà con lần lần. Dạ rồi. Rồi tiếp theo chị lấy ra giùm em ha, để em đo cây này thử nha. Chiều cao của cái bo cây này thì ngoạn gàng tay nha cả nhà. Tùy giống nó có chiều cao khác nhau ha. Còn hoành gốc thì nó cỡ chừng cái bút bi cho tới ngón tay út nha cả nhà. Là 50.000 một cây cả nhà. Cái này là tam sắc hoàng mai nè. Rồi tiếp theo mình tới cái giống mình gì nữa chị? Đặc biệt là có Như Ý. À, như ý là chị bán là 188 một cây. À, Như Ý là 188 ha. Chị cũng bao ship luôn. Dạ, cái hoành gốc cỡ cỡ này hả chị? Hoành gốc cỡ ngón tay cái. Hoành gốc cỡ ngón tay cái dạ. Lớn hơn không à. Dạ. Cũ luôn, bự lắm. Dạ. Rồi chiều dài của cái bo để em đo dài cây cho cả nhà mình tham khảo. Chiều dài cái bo chắc khoảng chừng em 20 trở lên đi hả chị ha. Lấy 2 tấc lên đi. Dạ, 20 trở lên. À. Rồi, còn hoành gốc thì kiểu như lấy cả chừng ngón tay cái nha nhà, còn đế kiểu như đế cũ nha. Đó, 180 cây. 180 cây. Dạ. Còn mấy cây mình gửi bao ship gì không chị? Thì 2 cây là chị bao ship rồi. 2 cây nhờ bao ship ha. Còn cái đơn hàng ví dụ như em ghép đơn lại thì cái đơn hàng từ bao nhiêu tiền thì mình gửi đơn hàng bao nhiêu 200. Tiền bao ship chị? 200 là gửi hả? 200 là chị bao ship rồi đó. 200 bao ship. Dạ. Ví dụ như bà con lấy một cây Như Ý với một cây gì đó cũng được rồi dạ. Là chị cũng bao ship cho bà dạ con rồi. Có giỏi Như Ý là 180 nha cái nhà giống mới nha. Với đặc biệt cái này nữa nè. Cũng hơi cao giá hơn nè, là 150 nè. Cái này là nhị ngọc toàn cẩm thạch. Dạ, cái gốc nó bự. Chị ghép hai bo rồi gốc bự nữa đó. Dạ. Cho nên nó hơi cao, còn dạ. Những cái mặt hàng kia thì đồng giá. Dạ, cái lô này là ghép hai chột không hả chị? Hai chột không à. Dạ, còn cái gốc thì nó cũng bự nè cả nhà. Đó, có những tay cái của em trở lên không nè nha. Đó, thì mỗi lộ thì cũng có số lượng hả chị ha? Đúng rồi. Dạ, có gì cả nhà liên hệ và dừng dùm em số điện thoại của bên trái màn hình bên đây, số điện thoại cái Zalo nha. Rồi còn ủa chị, cái lô 50.000 nãy mình còn giống gì không chị? Nhiều lắm. Ở như này là ngọc toàn cẩm thạch. Ủa Thọ Hương cẩm thạch hay gì? Thọ Hương cẩm thạch. Cái này là nhiêu chị? Cái này là chị bán 50.000 cây. Rồi giờ là quay trở lại cái lô 50.000 nha. Rồi cái lô 50.000 Thọ Hương cẩm thạch thì cái gốc này chắc cỡ cỡ này hả chị? Ngón giữa ngón cái hả? Đúng rồi. Dạ. Ở này 50.000 cả nhà ơi. Thọ Hương cẩm thạch thì chiều cao để em đo thử nha. Chiều cao khoảng chừng ngoạn gan đi hả cả nhà. Nói chung là mình trừ hao vậy đi cho dễ hả chị Phương. Dạ. Rồi 50.000 một cây như vậy nha. Rồi tiếp theo mình thấy giống gì nữa chị? Hàng mấy giống nha. Tiếp theo là chị hàng Hoàng Quyết Long. Cúc không nhị hả chị? Cái này là không nhị không? Quyết Long không nhị. Dạ. Rồi cúc không nhị cả nha. Hoàng Quyết Long thì mình đã ghép được cũng nói chung là hàng này dạ, mình chưa tết rồi nè. Cái này nó muốn liền cố rồi, tại vì cái gốc nó cũng bằng con dạ. Ngón tay út của mình mà. Dạ. Cho nên nó cũng liền rồi nè. Dạ, mà cúc không nhị cả nhà. Nó cao nha. Lấy bo thì rất nhân ngon. Dạ. Rồi cây xanh tốt ghê hả cả nhà. Đó, đồng giá luôn hay sao chị? Đồng giá luôn 50.000. 50.000 một cây luôn. Dạ. Rồi tiếp theo. Này là nhị ngọc toàn lá xanh. Nhị ngọc toàn lá xanh. Cũng 50.000 một cây. 50.000 luôn. Rồi. Vậy nhị cho ngọc bà toàn con lá xanh 50.000 luôn. Dạ. Mình có thể mình ghép đơn lại mỗi loại mình lấy một cây hả cả nhà. Đúng rồi. Gom đơn lại, nói chung là đơn từ 200.000 thì nhà vườn nó bao ship rồi nha. Đó có chừng người chừng đó chị. Rồi cái này là nhị ngọc toàn lá xanh nữa nha cả nhà, tham khảo dài gốc nha. Đó. Bo thì chiều dài thì khoảng ngoạn, nói chung ngoạn gan tay của em hết nè cả nhà. Dạ. Rồi tiếp theo mình tới giống mai gì nữa chị? Này hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú. Rồi hàng này là hàng đôn rồi nhận cái nha. Hoa hồng thanh tú hàng cái gốc nè, coi chừng tay cái của em.
Cái lô này có chân tay cái không hả chị? Có đúng nhỏ rồi, hơn không chị? Cái lô này nó bự bự không à? Bự bự. Thôi vậy em lấy khoảng để coi vài góc nữa nha. Rồi coi. Rồi cỡ cỡ này hả chị? Cỡ vậy cỡ mình em lấy bốn ngón tay đi, bốn ngón tay, bốn ngón tay út. Tay đi cho dạ. 50.000 thôi chị Phương. 50.000 luôn á. Dạ. Cúc qua Hồng Thanh Tú nha, hàng chưa Tết nha. Có gì cái nhà liên hệ nhà vườn giúp em nha. Đó, những cây này là cái những cái cây mẫu ở trên lô ở nhà, thì nhà vườn sẽ gửi cho cái nhà những cái cây cái thông số tương tự như những cái cây mẫu này nha. Rồi bây giờ mình tới Bảo Trang. Cúc Quyền Bảo Trang. Dạ. Rồi hàng cúc bên này cả nhà. Chiều dài của cái bo khoảng chừng gang tay của em nha. Đó, khoảng chừng một gang tay của em nè. Những hàng này thì hàng giống hết cả nhà. Còn quanh gốc trong phạm vi khoảng chừng ngón tay danh nè, ngón tay danh, ngón tay cái nè cả nhà. Rồi cái này mình giao lưu giá nhiêu chị Phương? Cũng 50.000 luôn. 50.000 luôn. Dạ. À, mấy cây này nó bự cái nhà, gốc nó bự ha. À. Này rồi là giờ cúc lá rí ha. Cúc lá rí. Dạ. Cúc lá rí cả cúc nhà. Cúc lá rí coi vậy chứ cái lá rí chứ cái bông không có rí nha. Cái bông nó không có rí không. Cái lá nó nhỏ nhỏ, nó nhọn nhọn nè cả nhà. Nhìn nhìn giống như nó nhọn nhọn, nó dài dài nè cả nhà. Rồi cái viền lá nó có gai nè cả nhà. Đó, cúc lá rí nha. Hàng này thì mình có thể mình chơi lá được luôn rồi cả nhà. Nhìn đẹp ha, mình chơi kiển lá. Nhìn nó xinh xinh. Dạ. Rồi, cái này là đồng giá luôn hả chị? À, đồng giá luôn, đồng giá 50k luôn. Rồi, bây giờ cứ mặc định là đồng giá có thay đổi thì em báo ha. Và đồng rồi. Giá là 50.000 hết nha cả nhà. Em bóc qua bên đó cúc thì chị Đa Phúc đi. Dạ. Đó. Bên đây hả chị? Ừ, đó đó. Dạ. Ừ, ngay tay. Rồi, đây đó Đa Phúc. Đa Phúc. Ôi, Đa Phúc dài nha cả nhà. Hàng này là hàng thả lấy bo nè. Đó. Còn quanh gốc thì có chừng bự hơn cái bút bi, có chừng cái bút bi đi, trừ hàm vậy đi. Còn cái chiều dài của cái bo nè cả nhà. Cái này chiều dài cái bo nó khoảng chừng 30 mấy cây thấp nè. Lấy khoảng chừng 30, 40 cũng có cái nhà. Đồng giá là 50.000 luôn nha. Đồng giá 50.000 luôn. Dạ, 4 cây đồng giá 50.000 như vậy là nhà vườn đã bao ship nha cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Còn này rồi, là Đại Lộc. Đại Lộc. Dạ, Đại Lộc. Ừ. Rồi Đại Lộc này Đại Lộc đôn rồi nha cả nhà. Đôn rồi. Dạ. Đó, hàng này về mình chỉnh sửa Tết, mình chơi Tết nha cả nhà. Những hàng này mình để bàn bonsai, mình chơi những cái cây mini rất là đẹp nha cả nhà. Đại Lộc ha. Đó. Nãy giờ cũng nhiều giống em cả nhà. Rồi tiếp theo là thanh mai á nha bà con. Thanh mai. Ừ, thanh dạ. Mai, rồi hàng đôn nè cả nhà, cái cốt ghép nè cả nhà. Thì gốc to luôn á nha. Dạ. Ôi, hàng đổi. Thanh mai hàng đồng giá. Đẹp luôn á. 50.000 luôn. Ừ. Rồi, đây cả nhà ơi, cả nhà mình tham khảo thêm vài gốc nè. Cái bông nó lem đem sang cái màu xanh hay gì ha? Nó hơi xanh xanh chứ. Dạ. Thanh mai cả nhà, thanh là màu xanh ha, màu xanh lá, màu xanh lá cây hết cả nhà. Đó, thanh mai. Rồi, tiếp theo. Còn đây là bình lợi. Siêu bông bình lợi. Rồi, cái cây này là cái cây cái bo thấp nhất nè cả nhà. Bà con chớ chơi củ đế thì nấu chị lựa củ đế, còn nếu chưa lấy bo thì nấu chị lựa lấy bo. Dạ. Đó như vậy đó. Dạ. Rồi, cái chiều dài của cái này khoảng chừng 30 40, còn cái cây thấp nhất nè cả nhà, cây thấp nhất khoảng chừng 15 cm đi. Đó. Nhưng mà củ đế nó đẹp. Dạ, đế nó lồi lên nè cả nhà, còn cái gốc này nha, đó. Cái này mình vô luôn nhiêu chị? Cũng 50k luôn. Rồi, 50 luôn hè. Bình lợi cũng 50 luôn nha cả nhà. Cho dễ. Dạ. À, tiếp theo là một cây giảo bạch kim nha bà con. Giảo bạch kim hàng đôn nè cả nhà. Cũng là hàng đôn. Dạ, ừ. Rồi cái lá nó đột biến nè cả nhà. Đó. Còn cái bông này cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em đi, chị gửi mặt bông qua cho đúng nhà rồi, vườn mình xem. Cái Zalo rồi em gửi mặt bông cho xem. Dạ. Muốn rồi. Mặt bông em gửi. Giảo bạch kim nha cả nhà. Rồi. Cũng 50.000 một cây. 50.000 một cây, đồng giá đồng giá 50.000 một cây. Mãi vô. Còn này là cúc kem cả nhà. Cúc kem. Dạ. Bán mai làm như bán đồ sổ nha. Cái này là cúc kem nha, hoành mình lấy cái những cái bút bi nha. Đó. Đúng rồi, lúc này là bán sổ á. Dạ. Bán sổ dọn sân đằng dạ. Chuẩn bị hàng Tết. Dạ. Cả nhà mà có lấy sĩ dạ. Cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em nha. Rồi, để em giới thiệu luôn cho. Cái này là cúc kem nè cả nhà. Đó, chung nè ha. Rồi bên đây. Tiếp theo là hương chùm. Cúc hương chùm. Cúc hương chùm hàng đôn nè cả nhà. Còn cái gốc này hen, đó, cái gốc này cái chừng nói chung là nhỏ nhất cái chừng cái bút bi nha cả nhà. Nhỏ nhất cái bút bi, đầu ngón út rồi ngón tay danh, rồi ngón tay cái cũng có, nói chung là đủ cỡ hết trơn nè cả nhà, tùy theo giống thôi ha. Rồi đồng giá là 50.000 một cây luôn. 4 cây như vậy là nhà vườn sẽ gửi hàng vào bao ship cho cả nhà. Còn đây giả thú đức hàng chơi Tết đây, hàng mini chơi Tết đây, có củ đế luôn. Rồi chiều cao khoảng chừng á để cây như cây này khoảng chừng 2 gang tay của em nè. Còn cây này để em đo thử nha, khoảng chừng cũng 2 gang tay á cả nhà, hàng đã đôn rồi nha. Đó, em giới thiệu cho. Còn chị Phương đi lựa cây rồi. Rồi tiếp theo mình tới gì nữa chị? Cái này là cái gì ta? À, cúc phiếp hả chị? Ủa, biết phải không chị? Phải biết dạng không? Phúc, cúc dạng phúc. Cái đó là dạng phúc hả chị? Ừ, dạng phúc. Dạ. Rồi cho em xem luôn. Cái này là đó. Cúc dạng phúc nè cả nhà. Vạn phúc. Cúc vạn phúc. Rồi. À, cái lô này thì tôi uống thần này. Cái này cũng cao lắm nha. Này mình lấy bo ngon lắm á. Dạ. Thì khi mà mình gửi thì mỗi cái chậu mình có ghi cái tên cây mai giống mai hết đúng chị? Rồi, đúng rồi. Dạ. Cúc vạn phúc. Này có chừng cúc bi, có chừng cúc bi cả nhà. Nó tùy giống thôi.
Rồi đồng giá là 50 ngàn một cây luôn, cúc vạn phúc, chiều cao để em ướm ướm tay thử nha. À, khoảng chừng 30 đi hết nha, khoảng chừng 30 đi. Dưới này nó cao nữa nè, 30 40 cũng có ha. Tiếp theo là một cây bạch mai Thái nha bà con. Dạ bạch mai Thái cả nhà. Thường những giống bạch mai thì nó rất là chậm lớn nha cả nhà, cho nên thông số thì nó không bằng những cái giống kia nha. À, chiều cao bên đây chắc em lấy khoảng chừng 10 cm đi hết chị. Và bên đây có cũng có cây nó cao cả nhà, nói chung là thấp nhất 10 cm đi cho tới gang tay. Còn ngoài gốc có chừng cây bút bi được hết chị Phương. Dạ là 50 ngàn luôn hết chị. Cũng 50 ngàn luôn. Dạ, hàng sưu tầm giống hết cả nhà, bạch mai Thái nha. Rồi, tiếp theo mình tới cái bạch mai siêu nụ. Chị, cái lô bạch mai siêu nụ này gốc bự bự này không hả? Nó cũng còn hơi ít. Thì cũng còn có mấy cây à. Là cái lô này mình ghép hai chột nữa nha. Hai chột luôn. Bạch mai siêu nụ. Rồi. Ok, giao lưu luôn với bà con đi. Cái này nhiêu chị? Cũng 50k luôn đi. 50k luôn ha. Cái này thì gốc bự cái nhà, với lại mình ghép hai chột nữa nè. Đó, bạch mai siêu nụ còn ít nha cả còn nhà. Ít. Dạ còn ít. Rồi giao lưu chung là 50 ngàn một cây như vậy luôn nha. Tặng cho bà con dễ gộp đơn đi. Dạ. Rồi tiếp theo mình tới. Cái này là thọ hương. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Ồ cái đế đẹp. Cúc thọ hương này em đôn rồi nha bà con. Dạ. Rồi hàng mai đôn cúc thọ hương cái đế này cả nhà. Rồi thọ hương thì cái chỗ cái cúc kém nó bự cả nhà. Mấy cái cúc kém này cũng khá cứng ha. Và đồng giá hơn chị Phương. Đồng giá luôn rồi. Rồi đồng giá là 50 ngàn một cây luôn đó nha. 50 ngàn một cây luôn ha. Rồi. Em cũng có cái hàng bạch mai đọt hồng á, nó hàng to to vậy nè. Nếu như bà con ai có muốn xài cây to thì liên hệ Zalo với em đi rồi em giới thiệu luôn cho. À, bạch mai đọt hồng á chị. Bạch mai đọt hồng. Dạ bạch mai đọt hồng. Mấy này cái lá nó hơi già rồi cho nên mình không thấy cái đọt hết cả nha. Dạ, đọt cái hồng với lá thì không có hồng nha. Cái cây nó hơi to. Dạ. Rồi cây tùy theo cây, cây 200-300 ngàn, 500-700 gì cũng có hết trơn hết. Thấp nhất là nhiêu tiền chị? Cái này thấp nhất là 300 á cưng. Thấp nhất là 300 ngàn. Dạ. Mấy cái cây to to lên á. Dạ. Ngoài cái cây 50k ra thì 200-300. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Nói chung là theo cả nhà cũng như mình lên mã số mà thôi mắc công. Dạ. Giới thiệu vậy cho bà con có muốn giao lưu thì cứ việc điện thoại chị thì chị tư vấn luôn. Dạ rồi đây cả nhà. Vậy cho nó dễ. Dạ. Bạch mai đọt hồng nha cả nhà. Cái hàng này mình trình chơi bonsai cái đế rất là đẹp nha cả nhà. Đế quái không nha. Như bình lợi đồ hàng lớn em cũng có luôn nữa, đủ loại luôn á. Nói chung là đủ mức giá luôn hả chị? Như ý cũng vậy luôn, hàng 1-2 triệu đổ lên là có hết. Dạ. Mà thấy lúc này bà con ưa giao lưu cây giống nhỏ đó. Dạ. Cho nên là thôi mình giao lưu cây giống nhỏ đi, giới thiệu sơ lược với bà con vậy được rồi. Dạ. Rồi có gì thì nếu mà cả nhà cần những cái hàng lớn hơn, cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em nha. Rồi cuối clip em cũng xin chào bà con ha. Mong bà con ủng hộ giúp em nha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.